Vào ngày 5 tháng 7, Công Phượng sẽ tạo cột mốc mới trong giới cầu thủ Việt Nam khi anh sẽ đặt bút ký hợp đồng với câu lạc bộ chủ quán mới để được chơi bóng tại châu Âu. Đại diện của câu lạc bộ Sweden sẽ có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh để cùng Công Phượng và Hoàng Gia Lai ký bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm. Dù đánh giá tích cực hay tiêu cực thế nào, Công Phượng cũng tạo ra hai cột mốc mới trong giới cầu thủ Việt Nam. Thứ nhất, anh là cầu thủ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử có thời hạn hợp đồng chơi cho một câu lạc bộ châu Âu kéo dài tới 1 năm. Trước đó, trường hợp của Công Vinh chỉ kéo dài vài tháng. Thứ hai, anh cũng trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử chơi bóng ở 3 câu lạc bộ nước ngoài ở 3 quốc gia khác nhau. Đối với nhiều người, sau những thất bại của Xuân Trường và chính Công Phượng thời gian qua, niềm tin dành cho các cầu thủ sang nước ngoài đã giảm sút. Nhưng dẫu sao, một sự động viên, ủng hộ dành cho họ ở thời điểm này vẫn thật sự rất có giá trị.